Xin chào tất cả các bạn, trên màn chúng ta đây là cái dòng máy lạnh LG một ngựa công nghệ inverter và có dạng năng lượng là tiết kiệm 70% điện. Thì trong video này mình sẽ cho ta biết là sau 2 tháng sử dụng liên tục luôn, tổng cái lượng điện tiêu thụ là bao nhiêu. Mình đã gắn vào đây cái đồng hồ, không phải đồng hồ sát thông số mà đồng hồ Titan ABB để đo công suất tiêu thụ điện. Mình gắn vào ngày 5 tháng 10 và hôm nay là ngày 7 tháng 12 rồi, nghĩa là sau 62 ngày. Bây giờ chúng ta xem tổng cái lượng điện tiêu thụ nha. Chúng ta nhìn trên màn ảnh đây, 71,09 ký, 71,09 ký. Bây giờ mình làm tròn là con số 71 kg. 71 kg điện cho 2 tháng sử dụng, chính xác là 62 ngày sử dụng. Đây là một con số cực kỳ tiết kiệm điện. Cái phòng mình thì mình để 28 độ, 28 độ, nhưng mà cái nhiệt độ này là tối ngủ là mình phải đắp mền. Và tổng cái khối lượng, cái khối lượng mà mình quay video trong cái phòng này là cái phòng này là khoảng 40 mét khối. Tổng cái thể tích, mình xin lỗi, tổng cái thể tích là khoảng 40 mét khối. Vậy thì với 40 mét khối để 28 độ và sử dụng liên tục trong 62 ngày. Mỗi một đêm thì sử dụng 10 tiếng mà một ngày sử dụng khoảng 2 tiếng, mà tổng cái lượng điện tiêu thụ nó chỉ là 71 kg thôi. Đấy, chúng ta thấy cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Có quý cô bác anh chị và các bạn nói là không không tin đâu, mày nói như là video là giả dối, nhưng thật ra là khi mình quay video như thế này là chủ yếu là để mình chia sẻ với mọi người. Mình gắn cái đồng hồ là để theo dõi lượng điện hàng tháng của các cái máy lạnh. Phòng nào mình cũng gắn một cái đồng hồ để đo, để xem khi mà cái lượng điện tiêu thụ nó bất thường á, là mình biết là máy lạnh nó có sự cố thì mình sẽ can thiệp ngay lập tức. Trước đây thì cái máy lạnh mình á, là gặp sự cố rất là xì ga ống đồng. Mỗi một đêm á, là cái lượng điện tiêu thụ nó tầm khoảng 3-4 ký, cực kỳ mà tốn điện luôn. Mà trong khi đó là nhiệt độ nó không có đảm bảo, nó không có mát. Sau đó mình thay ống đồng và mọi thứ nó trở lại bình thường. Gia đình mình sử dụng hai cái máy lạnh, nhưng mà mỗi tháng mình sử dụng từ dao động từ 230 đến 250 ký điện thôi. Đó là cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Mỗi một đêm thì sử dụng 10 tiếng và một ngày mình sử dụng 2 tiếng. Mình thì không có quảng bá cho bất cứ một thương hiệu nào, mình chỉ quay video thực tế chúng ta xem, còn tin hay không là quyền của các anh chị và các bạn. Những cái nhãn năng lượng mà trên các cái thiết bị là được đăng ký Bộ Công Thương, cho nên là chúng ta thấy là chúng ta phải tin tưởng nó. Đâu phải là dòng máy lạnh nào cũng để là tiết kiệm 70% điện giống như dòng LG này đâu. Mình thì có đi vệ sinh máy lạnh, mình thấy là những gia đình nào mà sử dụng cái máy lạnh LG mà có nghề inverter này thì ít tốn điện hơn rất là nhiều so với những gia đình khác. Đó là mình chia sẻ thực tế chúng ta là sau 62 ngày sử dụng hay là sau 2 tháng sử dụng thì tổng cái lượng điện tiêu thụ nó chỉ là 71 kg mà thôi. Đó là một con số bây giờ cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.